quay sơ bộ qua chiếc 2210 nhé, Kubota này, L2210 này. Con này có xúc, nhìn khá dễ thương ấy. Con này về tính là đúng về làm màu của nhà thì đúng đẹp luôn. Con này có cầu trước nha, hai cầu á. Nâng hạ xúc này, chỉnh nhan xúc này, ben cơ này, số đây nha, số chạy đây này, tăng nhanh tầm chậm đây luôn. Vào số của nó năng nhàng chưa, chưa hiểu luôn này. 1 2 6 1 5 3 7 4 8, ui giời, số nặng nhàng lắm. Tấm 322. Đúng rồi, 8322. Lớp của con này là đi là 614. Nhưng con này còn đẹp lắm. Về làm màu thì đúng bài luôn. Chiếc này về làm màu thì đúng bài, máy móc còn khô đẹp lắm. Đây này, khô bươn. Đó, máy móc khô riêng, hai cầu. Quay tổng thể ra nhé. Con này sử dụng ben cơ khóa nhớt này. Đây là số HL nhanh chậm tầng bên này nhá. Đây số đây. Đã đẹp. 911 giờ. Con đó. Đã chưa? Đợi thôi mình quay sơ đoạn này cho mọi người xem nhé. Cái dòng này dòng đời cũ này, sụp dạng nồi đồng cối đá ấy, to lắm. Cái này do máy mình quay thôi chứ không phải là do cái màu sơn đấy, chứ màu sơn thực sự là nó màu nó tối hơn thế này. Nhìn đến cái máy của mình lên nhìn thành lịch màu, nó thành cái màu của mình nó ấy lắm. Đâm nhìn dịu cái màu y kiểu cái màu nó sơn lại ấy, nhưng thực ra không phải sơn lại đâu, máy nó còn nguyên zin vậy luôn á, đẹp lắm. Rồi chào mọi anh em nhé.